Dạ. Một chú cá măng. Mới dính vô là tụi con cho vô thùng liền. Hai con cá măng nữa. Ồ. Vô anh em ơi. Trời ơi tụi bay quậy quá vậy. Thấy chưa? Nó rất là nhanh nhẹn thưa quý vị. Anh cầm đi, anh cầm đi. Cá măng hơi đẹp lắm. Dạ dạ. Đúng rồi, chứ vô cá măng á, cá chẽm nó đâm cá măng. Cá măng to nữa. Một ngày cá măng không vậy ta? Nó bơi nhanh. Hồi chuẩn bị bơi với 4 chú cá măng.